Em à. Hả? Em có biết là bao lâu nay anh có tình cảm với em không? Không mấy, từ bây giờ em làm bạn gái của anh được. Nếu anh trả lời em một câu hỏi thì em sẽ suy nghĩ lại. Em hỏi đi. Anh đang ngồi trên một chiếc xe buýt chật chội, mà trước mặt anh á thì là một người phụ nữ có thai và một bà già. Thì anh sẽ nhường ghế cho ai? Anh sẽ không nhường cho ai hết. Sao? Tại vì em đâu có trên chiếc xe buýt đó đâu. Em cũng thấy rồi đó. Anh có đời nào đi xe buýt? Anh toàn đi trên chiếc Hyundai Genesis Turbo đó. Mới dán đỏ màu xanh lá. Trời ơi, chưa? Ghế chưa? Em thật sự thất vọng về anh. Nhưng mà gì em? Nhưng mà em thích anh. Em đồng ý là bạn gái của anh. Vì em thích chiếc xe của anh quá à. Em thích con trai như anh thì em hay khó hiểu.